Thưa sư, câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, có đúng lời Phật dạy hay không? Lại thêm một cái câu ca dao tục ngữ của người Việt như thế này. Cái việc mà chúng ta thờ cha kính mẹ đó, bản thân trong đạo Phật thì cũng có dạy, nhưng mà cái người cư sĩ phần lớn họ không biết chuyện này, họ không biết chuyện này. Đó là khi chúng cái chuyện mà báo hiếu cha mẹ, báo hiếu cha mẹ có ba bậc, người cư sĩ họ không biết, hoặc là họ biết mà họ cố tình họ làm lơ. Báo hiếu cho cha mẹ có ba bậc, bậc một có nghĩa là bậc hạ, đó là gì? Chăm sóc, chăm lo cha mẹ đầy đủ về mặt vật chất, lo lắng về mặt tinh thần, không có để cho cha mẹ buồn, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cha mẹ ha. Đấy, lo vật chất, lo tinh thần. Lo vật chất là lo như thế nào? Cái gì ngon cha mẹ ăn trước, cái gì tốt cha mẹ xài trước. Đấy, cái gì xịn là cha mẹ trước rồi mới tới mình. Lo cho cha mẹ về mặt tinh thần là như thế nào? Mình buồn cũng được, mình khổ cũng được, mình như thế nào cũng được, nhưng mà cha mẹ phải vui. Phải cho cha mẹ thoải mái về mặt tinh thần để cho cha mẹ hạnh phúc. Rồi nối tiếp những cái truyền thống của cha mẹ, những cái truyền thống tốt đẹp của cha mẹ là mình phải nối tiếp. Đấy. Rồi những cái tài sản của cha mẹ mình phải có trách nhiệm gìn giữ. Mình phải có trách nhiệm phát huy nó. Mình phải là một người nói giỏi một cách xứng đáng. Đó là một người con có hiếu. Mà cái người này bây giờ thời nay đốt đuốc tìm không ra. Hiếm lắm, cái gì hiếm lắm. Bậc hạ nó hiếm lắm. Và cái cuối cùng là khi mà cha mẹ chết rồi đó, biết làm phước hồi hướng phước, chứ không phải kêu thầy bà về tụng cho nó đã thì không phải. Phải biết làm phước hồi hướng phước. Mà đó chỉ mới là bậc hạ thôi, mới là bậc hạ thôi. Mà đó gọi là người con có hiếu đó nha, biết trả hiếu cho cha mẹ đó, người con có hiếu đó. Bậc trung là như thế nào? Bậc trung là bậc mà cái bậc hạ Đức Phật có nói đó, là một người một vai gánh cha, một vai gánh mẹ đi khắp quả địa cầu suốt cả trăm năm. Cha mẹ có tiêu tiểu ngay trên mình, người mình cũng không có nhíu mày một cái, vẫn chăm lo cho cha mẹ, vẫn chăm lo những cái vật phẩm cho cha mẹ, làm tròn những cái bổn phận của cho cha mẹ là của bậc hạ đó, đầy đủ như vậy, nhưng vẫn chưa trả hiếu hết cho cha mẹ. Nhưng mà như thế này, trong kinh nói đối với cha mẹ bổn sẻn, hướng dẫn cha mẹ biết bố thí. Đối với cha mẹ không có giữ giới, hướng dẫn cha mẹ giữ giới. Đối với cha mẹ không có đức tin nơi Tam Bảo, hướng dẫn cha mẹ có đức tin nơi Tam Bảo. Đấy. Thì người như vậy đã đủ trả hiếu cho cha mẹ rồi. Bậc trung là phải như vậy đó. Bậc trung là phải như vậy đó. Thế nào là báo hiếu bậc thượng? Đó là phải noi gương Đức Thế Tôn, noi gương những cái bậc long tượng. Đó là gì? Xuất gia tu hành chứng đắc đạo quả, tế độ cha mẹ thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, để cho cha mẹ chứng đắc thánh đạo thánh quả, tự mình chứng đắc thánh đạo thánh quả, và sau đó giúp cho cha mẹ chứng đắc thánh đạo thánh quả, chấm dứt tuyệt đối hoàn toàn cái dòng sinh tử luân hồi, thì đó là báo hiếu bậc thượng. Như trường hợp Đức Thế Tôn, sau khi ngài chứng đắc thánh đạo thánh quả, ngài đi lên cõi trời tế độ cho Phật mẫu, và ngài đi về thành Ca Bi La Quách Thú, thành Ca Tỳ La Vệ tế độ phụ hoàng, ngài tế độ luôn
cả người vợ khi còn là cư sĩ, khi còn là Bồ Tát, là Bà Gia Du Đà La, tế độ luôn cho con là Ngài Ra Hầu La, tế độ luôn cho bà Di Mẫu Kiều Đàm Di, tế độ luôn cho cả hoàng tộc Thích Ca. Đó là bái hiếu bậc thượng. Hoặc như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, cho đến ngày cuối cùng khi Ngài chuẩn bị mệnh chung, Ngài vẫn cố về lại cái ngôi nhà của mình để Ngài tế độ bà mẹ chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì đó là báo hiếu bậc thượng. Thành ra đó, cái chữ hiếu mà trong cái câu là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu đó, thì nếu như mà giỏi lắm, giỏi lắm là chỉ báo hiếu bậc hạ là hết cỡ, mà ráng nữa đó thì báo hiếu bậc trung. Nhưng mà cái người suy nghĩ là cái người mà chế ra cái câu này, họ không hiểu báo hiếu bậc trung là gì đâu. Đấy. Thì cái lên tới đó là hết. Thành ra đó, cái những cái mà thuộc về ca dao tục ngữ đó thì nó thuộc về phàm phu. Khi mà phàm phu chế ra thì đương nhiên là chưa chắc là nó đã có chánh kiến, chưa chắc là nó đã đúng với chánh pháp. Rồi.